Sinh viên làm gì khi ra trường? 1. Marketing. À, đến với chúng em đi. Đến với chúng em nha. 2. An ninh. Để vô lên nhé. Rồi, ok. 3. Tài nguyên môi trường. Hôm nay em nhận làm đường miễn phí chị. 4. Giao thông vận tải. Này yếu. Anh đi ra chợ 50.000 thôi, em chở cho. Không. Hãy nhấn subscribe, nút đăng ký ở phía dưới để xem thêm nhiều video hay và bổ ích đến từ Kỷ Sài Gòn nhé.